Quân hộ nó đi quân. Điều khiển trận đấu tổ trọng tài liên đoàn bóng chuyển Việt Nam, trọng tài thứ nhất ông Nguyễn Việt Phương. Trọng tài thứ hai ông Phùng Trọng Liên. Các bạn khán giả truyền hình thân mến, chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục theo dõi những diễn biến của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2022. Trước mắt chúng ta sẽ là cặp đấu tại bảng B giữa hai đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh và La Vi Long An. Hai trọng tài điều khiển trận đấu này gồm có trọng tài số 1 là trọng tài Nguyễn Việt Phương và trọng tài thứ hai là ông Phùng Trọng Việt. Các trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Đây là những cái tên sẽ ra sân trong đội hình chính của La Vi Long An ở trận đấu này. Các cầu thủ gồm có số 4 đối chuyền Huỳnh Ngọc Bảo Khang, đội trưởng mang áo số 7 Lê Hoài Hận, số 10 là Bùi Công Tuấn Anh, số 11 phụ công Nguyễn Quán Ngọc, số 16 chuyền 2 Bùi Văn Mạnh và số 20 Vô Ân, ngoại binh người Campuchia. Người chơi ở vị trí libero bên phía đội bóng La Vi Long An là Nguyễn Mai Hùng Tín. Trong khi đó ở phía bên kia thì Thành phố Hồ Chí Minh xuất phát với đội hình gồm có chủ công Wan Chai, ngoại binh người Thái Lan mang áo số 6, cao thủ mang áo số 11 Trương Quang Anh Tuấn, số 12 là phụ công Nguyễn Thanh Hải, số 13 chuyền 2 Trần Hoài Phương, số 14 là Nguyễn Văn Học, số 17 đối chuyền Nguyễn Văn Hạnh và libero mang áo số 5 Châu Thanh Phú. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh là ông Bùi Huy Trâm. Trong khi đó thì người đang dẫn dắt đội bóng La Vi Long An là ông Nguyễn Quốc Vũ. Trong trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh là những người thi đấu trong bộ trang phục áo vàng. Và phần sân phía bên kia, phần sân bên tay trái màn hình của chúng ta là các cầu thủ La Vi Long An chơi trong bộ đồ màu xanh. Trước khi bước vào trận đấu này thì Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng ở vị trí nhất bảng B, còn La Vi Long An đứng ở vị trí cuối cùng. Tình huống phát bóng đầu tiên thuộc về các cầu thủ La Vi Long An. Pha phối hợp đánh chồng tốt của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh và điểm đầu tiên trong trận đấu này đã thuộc về các cầu thủ áo vàng. Vừa rồi là một tình huống bỏ nhỏ rất hay và tinh tế của đối chuyền Văn Hạnh. Rõ ràng trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng được đánh giá cao hơn. Không chỉ với thành tích năm ngoái mà cả phong độ hiện tại. Họ đã có được 7 điểm sau 3 lượt trận vừa qua, trong khi đó thì La Vi Long An chưa có được điểm số nào sau 2 trận đấu tại giải vô địch quốc gia năm nay. Tình huống tấn công ở vị trí số 4 không được. Cú đánh không qua được các tay chắn của Bảo Khang. Và Thành phố Hồ Chí Minh có điểm thứ 2 trong trận đấu này. Ở những trận đấu đã qua thì Thành phố Hồ Chí Minh có thể nói là đã mở màn bằng một kết quả thiếu tích cực. Họ suýt chút nữa đã có được chiến thắng trước Sanes Khánh Hòa, nhưng sau cùng để thất bại trong một trận đấu diễn ra 5 set.
Nhưng ở những lượt trận tiếp theo thì Thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại bằng chiến thắng 3-1 trước Thể Công và sau đó vượt qua Biên Phòng với tỷ số 3-0. Còn với La Vi Long An, họ thua Thể Công 0-3 ở trận đấu đầu tiên và sau đó thua Biên Phòng với tỷ số tương tự. Rõ ràng đây là một mùa giải cực kỳ khó khăn đối với đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ. Bóng vừa ra ngoài, điểm thứ 3 dành cho cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống phát bóng tiếp theo của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thuộc về phụ công Thanh Hải, một trong những tuyển thủ quốc gia của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Tình huống phút đánh nhanh. Đó là pha đánh bóng tốt của chuyền hai Văn Mạnh. Khá bất ngờ với tình huống phối hợp vừa rồi của cầu thủ La Vi Long An. Không phải, Văn Mạnh vẫn là người chuyền bóng. Trong đội hình của La Vi Long An thì ngoài Văn Mạnh, họ còn có một chuyền hai dự bị là Trung Lương, cầu thủ mang áo số 3. Cú đập bóng rất mạnh ở vị trí số 4. Đó là pha tấn công của Wan Chai. Ngoại binh bên phía Thành phố Hồ Chí Minh tại giải đấu năm nay đóng góp rất nhiều vào lối chơi của đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Bùi Huy Trâm. Mặc dù Wan Chai là một cầu thủ có thể nói là đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Anh sinh năm 1986, một thế hệ trước của bóng chuyền Thái Lan. Nhưng tại giải vô địch quốc gia năm 2022 Cúp Hóa chất Đức Giang của chúng ta lần này thì ngoại binh người Thái Lan vẫn thể hiện được năng lực chuyên môn của mình và đóng góp tích cực vào lối chơi của Thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho đội bóng này có được 7 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên. Tình huống phát bóng rất mạnh. Vừa rồi là một pha phối hợp đánh nhanh của cầu thủ áo vàng. Tiếp tục là một tình huống đánh nhanh nữa của phụ công mang áo số 11 Anh Tuấn. Bây giờ thì mới có điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và một lần nữa thì Wan Chai lại là người mang về điểm số cho đội bóng áo vàng. Vẫn là những cú đánh ở vị trí số 4 quen thuộc tới từ chủ công mang áo số 6. Wan Chai sinh năm 1986, chiều cao không quá nổi trội, 1m85. Nhưng thành tích quá khứ của cầu thủ này vẫn khiến cho chúng ta cần phải nhắc tới. Vừa rồi là một tình huống phát bóng khó của Wan Chai. Bóng đi rất căng nhưng lại ra ngoài sân. Theo quan sát của chúng tôi, đó là một tình huống bóng ra ngoài, nhưng trọng tài xác định điểm dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Có vẻ như bóng đã chạm tay chắn. Đường chuyền của Hoa Trai. Thêm một điểm nữa dành cho đội bóng áo vàng. Những tình huống tấn công ở vị trí số 4 đang phát huy hiệu quả đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Đây thực sự là một bài toán khó đối với đoàn quân huấn luyện viên Bùi Huy Trâm. Thành phố Hồ Chí Minh đang có được phong độ tốt, sự hòa nhập nhanh của ngoại binh người Thái Lan. Trong khi đó thì La Vi Long An lại có phong độ kém cỏi khi bước vào mùa giải năm nay. Thêm một tình huống phát bóng tốt nữa của ngoại binh mang áo số 6. Liên tục là những tình huống lên điểm của Thái Lan. Và có lẽ là huấn luyện viên Bùi Huy Trâm cùng ban huấn luyện của La Vi Long An đã phải xin dừng trận đấu để hội ý, ngay ở thời điểm mà Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ bước sang điểm số thứ 8. Với 30 giây ngắn ngủi, hy vọng là huấn luyện viên Bùi Huy Trâm và các học trò sẽ có sự điều chỉnh hợp lý, đặc biệt là hàng chắn, để có thể hạn chế những tình huống. Chính xác là huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ, để có thể hạn chế được những tình huống tấn công, đặc biệt là ở vị trí số 4 của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Chuỗi phát bóng của Wan Chai vẫn chưa dừng lại. Liên tục là những tình huống phát bóng rất mạnh của ngoại binh người Thái Lan.
Đây là câu trả lời của Lavi Long An, và cuối cùng thì họ cũng đã ngắt được mạch lên điểm liên tiếp của đối thủ. Đó là pha tấn công tốt của Vôn, thành viên của đội tuyển quốc gia Campuchia. Hoàn Trai cũng như Vôn, mặc dù ở những thế hệ khác nhau nhưng đều là những gương mặt quen thuộc của bóng chuyền khu vực Đông Nam Á. Tấn công nhanh, liên tiếp những tình huống đánh ở vị trí số 3 của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau hai pha tấn công thì phụ công anh Tuấn đã giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh giành lại quyền phát bóng. Tấn công hàng sau, cú đập rất mạnh. Đó là điều mà các cổ động viên của Lavi Long An đã mong chờ kể từ khi đội bóng này bước vào giải vô địch quốc gia năm nay. Ngoại binh mang tên Vaughan là người rất được kỳ vọng để có thể giúp cho Long An cải thiện thành tích ở giải vô địch quốc gia sau khi họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 ở mùa giải năm ngoái. May mắn cho Long An khi mùa bóng trước không có đội bóng nào phải xuống hạng. Một pha phối hợp đánh chồng tốt của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống dứt điểm vừa rồi là của chủ công Văn Học. Ngay sau một pha dàn xếp tấn công ấn tượng thì Thành phố Hồ Chí Minh lại để mất điểm với tình huống phát bóng ra ngoài. Ở thời điểm hiện tại thì chuyền 2 bên phía Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Hoài Phương, tuyển thủ quốc gia đang thi đấu rất ấn tượng với những pha phân phối bóng tốt. Vừa rồi là tình huống chắn bóng thành công của cao thủ Lavi Long An. Thêm một tình huống phối hợp đánh chồng trước mặt của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lần này thì hàng chắn của Lavi Long An đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Sau một loạt những tình huống mà chuyền 2 Hoài Phương liên tục đánh lừa được hàng chắn thì Lavi Long An cũng đã có được một pha bóng bám chắn tốt. Đó là cú đánh sau đầu của Bùi Công Tuấn Anh. Chúng ta có thể thấy thế trận của Lavi Long An phần nào đã được cải thiện sau khi huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ xin tạm dừng xét đấu thứ nhất để hội ý. 30 giây mặc dù rất ngắn ngủi nhưng vô cùng hữu ích với Lavi Long An trong những phút vừa qua. Trọng tài xác định điểm dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cú đánh chéo sân và bóng vẫn trong sân. Đó là tình huống dứt điểm của đối chuyền Văn Hạnh. Tấn công hàng sau, uy lực của Vôn. Hai ngoại binh của hai đội bóng đều đang thi đấu rất ấn tượng trong xét đấu mở màn ở trận đấu này. Những cú đánh sau vạch 3m của tuyển thủ người Campuchia thực sự là vô cùng uy lực. Và cho tới thời điểm này thì hệ thống phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh có vẻ như vẫn chưa tìm ra lời giải để có thể khống chế được những cú đập mạnh từ sau vạch 3m của cầu thủ mang áo số 20 bên phía Lavi Long An. Đây là cơ hội dành cho đội bóng áo xanh. Vôn, bóng chạm tay chắn và ra ngoài. Điểm thứ 10 dành cho Lavi Long An. Không được. Như vậy là bên phía Thành phố Hồ Chí Minh thì họ cũng đã có sự thay đổi người ở vị trí chuyền 2. Lúc này thì chuyền chính Hoài Phương, tuyển thủ quốc gia, đã nhường chỗ cho Đinh Văn Tú.
sau khi để cho đối phương liên tục thu hẹp cách biệt và bây giờ đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Thì huấn luyện viên Bùi Huy Trâm cũng đã phải xin dừng trận đấu để hội ý. Đội bóng áo vàng đã nhập cuộc tốt trong trận đấu này với một loạt những tình huống chuyền bóng linh hoạt của Trần Hoài Phương. Nhưng sau khi cảm giác Hoài Phương có dấu hiệu bị hàng chắn La Vì Long An bắt bài thì huấn luyện viên trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự thay đổi người. Hoài Phương sinh năm 1994 với chiều cao 1m86. Và người chơi thay anh là Đinh Văn Tú sinh năm 1993, chiều cao tương tự. Hoài Phương là vận động viên có sức bật tốt hơn so với Đinh Văn Tú. Tuy nhiên những con số này có lẽ không nói lên quá nhiều điều về năng lực chuyên môn của một cầu thủ chơi vị trí chuyền 2. Pha tấn công thứ hai của Vun. Đánh biên. Cú đánh ra ngoài sân. Và đó là pha xử lý của Wan Chai. Sau khi La Vi Long An tìm lại được nhịp độ của trận đấu thì cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh cũng không còn duy trì được sự chính xác như thời điểm đầu trận nữa. Đội bóng áo vàng bắt đầu cho thấy những dấu hiệu chệch choạc và họ cũng đang gặp khó khăn ở thời điểm này. Nhưng ngay sau đó thì cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã có một pha ghi điểm rất tinh tế. Tình huống bỏ nhỏ là của đối chuyền Văn Hạnh. Bóng vừa đủ qua hàng chắn và rơi vào khoảng trống giữa hai cầu. 13-12 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh trồng. Không được. Pha đưa bóng ra biên của cầu thủ La Vi Long An đã bị hàng chắn của Thành phố Hồ Chí Minh bắt bài. Điểm đến của trái bóng là vị trí của Vôn, một trong những tay đập tốt nhất của La Vi Long An ở thời điểm này. Tiếp tục là một pha dàn xếp đánh trồng. Vẫn chưa có điểm cho La Vi Long An. Hàng chắn của Thành phố Hồ Chí Minh chơi tốt trong hai tình huống liên tiếp để ngăn chặn những cú đánh tới từ ngoại binh bên phía La Vi Long An. Cho tới lúc này thì khả năng ghi điểm của Vôn đang để lại ấn tượng với chúng ta từ những tình huống tấn công hàng sau. Tiếp tục là cầu thủ người Campuchia và lần này thì số 20 đã thành công. Ba tình huống dàn xếp đánh chồng liên tiếp. Và phải tới lần thứ ba thì Vun Vesna mới giúp cho La Vi Long An có điểm. Cơ hội dành cho đội bóng áo xanh. Bóng ra ngoài rồi. Pha xử lý vừa rồi là của chủ công Văn Học. 14-15. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm. Bóng ra ngoài rất xa. 15 đều. Sự tự tin đã trở lại với cầu thủ La Vi Long An. Họ rất cần một chiến thắng ở thời điểm này để có thể nuôi hy vọng trụ hạng. Sau hai lượt trận vừa qua thì La Vi Long An không những chưa có được điểm nào mà họ thậm chí còn chưa có nổi một xét thắng. Tiếp tục là cơ hội dành cho Long An. Đó là tình huống tấn công sau vạch 3m của cầu thủ áo xanh. Tưởng như đã có một tình huống len chồng, nhưng không phải. Người đánh sau cùng lại là một cầu thủ ở cầu dưới. Đó là pha ghi điểm của Tuấn Anh. Xử lý bóng rất tinh tế. Tỷ số bây giờ là 16-15 và La Vi Long An đang vượt lên dẫn điểm.
không được. Bây giờ đến lượt phụ công Anh Tuấn bên phía Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mắc lỗi. Rất nhiều vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu thiếu tập trung và có dấu hiệu chệch choạc. Họ đang gặp vấn đề, đặc biệt là trong những tình huống xử lý bước một. Trong bóng chuyền thì những pha bắt bước một không tốt sẽ khiến cho các đội bóng không thể triển khai được chiến thuật của mình. Khi có một tình huống xử lý bước một không thuận lợi thì đương nhiên chuyền hai cũng không có được tư thế và vị trí thuận lợi để triển khai những miếng đánh tấn công hiệu quả. Trong những phút đầu thì Thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt việc này, nhưng cho tới thời điểm hiện tại khi bị La Vi Long An tạo ra áp lực ngày một lớn hơn thì đội bóng tới từ thành phố mang tên Bác bắt đầu có dấu hiệu tâm lý và thi đấu chệch choạc. Khá bất ngờ khi cho tới thời điểm này của set 1, những người đang dẫn điểm lại là cầu thủ La Vi Long An. Tiếp tục là tình huống phát bóng của Hữu Trường. Cuối cùng thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng ngắt được mạch lên điểm của đối thủ. Đó là pha phối hợp đánh chồng trước mặt thành công. Cú dứt điểm của Oan Trai. Khá lâu rồi thì Oan Trai mới ghi điểm cho đội bóng áo vàng. Bây giờ thì ngoại binh người Thái Lan sẽ là người phát bóng. Cú phát bóng của Oan Trai rất căng. Pha phối hợp đánh nhanh tốt của La Vi Long An. Tình huống ghi điểm vừa rồi là của Quán Ngọc. Quán Ngọc và Văn Mạnh đã có một tình huống rất hiểu ý nhau. Lúc này thì chuyền hai của La Vi Long An lại thi đấu rất ổn định. Bóng ngoài đổi vào điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 17-18. Xét đấu đầu tiên của cặp đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và La Vi Long An đang diễn ra giằng co với một kịch bản rất kịch tính. Đây có lẽ là điều mà không nhiều người nghĩ tới trước khi trận đấu này diễn ra, nếu nhìn vào phong độ của hai đội sau những lượt trận đã qua. Tấn công hàng sau, cú đập rất mạnh. Một cú đập bóng cắm sàn của Vôn bên phía La Vi Long An. Cho tới lúc này thì chủ công mặc áo số 20 bên phía La Vi Long An lại đang là người thi đấu có phần nổi bật hơn so với Oan Trai, người đã chơi tốt trong giai đoạn đầu set 1. Cầu thủ La Vi Long An tỏ ra rất tiếc nuối sau tình huống mất điểm vừa rồi. Tuy nhiên lúc này thì họ vẫn đang có lợi thế một điểm trước Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là một tình huống tấn công hàng sau nữa của Vôn. Tuyển thủ người Campuchia gần như không bỏ sót bất cứ một tình huống nào với những cú đánh sau vạch 3m. Liên tục ghi điểm cho La Vi Long An với những cú đập cực kỳ ấn tượng. Nếu như đội bóng áo xanh giành chiến thắng trong set đấu này thì không thể phủ nhận công lớn dành cho ngoại binh người Campuchia. Bóng ra ngoài. Điểm thứ 21 dành cho La Vi Long An. Tình huống phòng ngự tốt của đội bóng áo xanh. Tiếp tục là pha tấn công của Thành phố Hồ Chí Minh. Cú đánh ở vị trí số 2.
vẫn rất kiên trì phòng ngự. Và đây là câu trả lời của La Vi Long An. Điểm thứ 22 dành cho đoàn quân của huấn viên Quốc Vũ. Cú đánh đưa bóng chạm tay chắn nhưng bóng vẫn trong sân. Vừa rồi là một pha ghi điểm tốt tới từ cầu thủ mang áo số 8, đội trưởng Lê Quang Khánh. Pha tấn công ở vị trí số 2 của Quang Khánh đưa bóng thẳng tới vị trí của Vôn, ngoại binh bên phía La Vi Long An. 19-22, khoảng cách đang là 3 điểm. Cảm giác bóng vẫn trong sân, đúng là như vậy. Pha bấm chắn rất hay của Oan Trai. 20-22. Quang Khánh phát bóng không qua lưới, khá đáng tiếc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Hai điểm nữa thôi thì La Vi Long An sẽ có chiến thắng trong xét đấu thứ nhất. Một xét đấu mà họ đã nhập cuộc không tốt. Nhưng sau khi hội ý lần thứ nhất thì đoàn quân huấn viên Nguyễn Quốc Vũ đã rất nhanh chóng để bắt nhịp trở lại. Đánh chồng. Và dàn xếp đánh chồng trước mặt thành công của Thành phố Hồ Chí Minh. Người đã dứt điểm là Oan Trai. Ngoại binh của hai đội bóng vẫn đang là những cây ghi điểm chính trong trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ là pha phát bóng của phụ công Thanh Hải. Tình huống phối hợp đánh nhanh chưa mang lại điểm số cho La Vi Long An. Tiếp tục là cơ hội. Thêm một pha đánh nhanh nữa và lần này thì La Vi Long An đã có điểm thứ 24. Người đã dứt điểm thành công đó là số 7 đội trưởng Lê Hoài Hận. Ba cơ hội để cho đoàn quân của huấn viên Nguyễn Quốc Vũ có thể giành set point. Hoài Hận sẽ là cầu thủ phát bóng. Bóng ra ngoài vẫn chưa có điểm quyết định ở set đấu này. 22-24, rất kịch tính. Vẫn còn thêm hai cơ hội để giành set point cho La Vi Long An. Đồng nghĩa với việc Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục phải đối mặt với những thử thách nữa. Đó là cú đập bóng thành công ở vị trí số 4 của Von. Xét thắng đầu tiên của La Vi Long An ở mùa giải năm nay. Khá bất ngờ khi chiến thắng đó lại đến trước đội bóng đang dẫn đầu bảng B, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại giải vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2022 thì bảng B của Nam được coi là bảng đấu tử thần. Và Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái tên nặng ký ở bảng đấu này. Sau khi không có được xét thắng nào thì La Vi Long An lại gây bất ngờ trong trận đấu ngày hôm nay.
Chúng ta vừa đến với những hình ảnh đáng chú ý nhất trong xét đấu mở màn ở cặp đấu giữa LaVie Long An và Thành phố Hồ Chí Minh. Những diễn biến hứa hẹn sẽ mang tới cho chúng ta một trận đấu kịch tính, hấp dẫn và khó lường, không như những gì mà giới chuyên môn có thể dự đoán trước đó. Với một Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu bảng B, khởi đầu tốt trong trận đấu ngày hôm nay nhưng lại bất ngờ để thua với tỷ số 22-25 trước đội bóng xếp cuối bảng là LaVie Long An. Nhưng có thể nhìn thấy một thực tế ở thời điểm hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đã chắc suất góp mặt ở vòng tứ kết. Nếu thua trong trận đấu này, họ vẫn không thể văng khỏi top 4, dù đây đã là lượt trận cuối cùng của đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Bùi Huy Trâm. Trong khi đó thì LaVie Long An vẫn còn thêm một trận đấu nữa và vẫn còn cơ hội để góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất tại giải vô địch quốc gia năm nay. Và đó chính là lý do mà đội bóng áo xanh đang thi đấu rất quyết tâm ở trận này. Chúng ta đang đến với những diễn biến ở xét đấu thứ hai. Pha phối hợp tấn công ở vị trí số 3 của cầu thủ LaVie Long An, nhưng Lê Hoài Hận đã không thắng được các tay chắn của Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như xét đấu mở màn thì điểm đầu tiên của xét 2 đã thuộc về đội bóng áo vàng. Bóng ngoài, tỷ số được san bằng 1-1. Trong thành phần của Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tuyển thủ quốc gia và cả những cầu thủ dự tuyển, với lực lượng được đánh giá cao hơn cùng phong độ tốt trong quãng thời gian gần đây, thì việc họ để cho LaVie Long An có chiến thắng ở xét đấu thứ nhất, một xét đấu mà Thành phố Hồ Chí Minh đã là những người nhập cuộc tốt hơn, thực sự có thể nói là một bất ngờ ở trận đấu này. Ở xét mở màn thì truyền hai của Thành phố Hồ Chí Minh, người chơi trong đội hình xuất phát Trần Hoài Phương đã chơi rất tốt trong những tình huống ở giai đoạn đầu của xét đấu, liên tục phân phối bóng, phối hợp đánh chồng và nhiều phương án tấn công đa dạng và linh hoạt. Nhưng sau đó thì huấn luyện viên Bùi Huy Trâm đã thay Hoài Phương ra và đưa Đinh Văn Tú vào. Đó cũng là khoảng thời gian mà Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu thi đấu chệch choạc hơn. Trong khi đó thì với đội bóng LaVie Long An khởi đầu chậm, với những tình huống chưa thực sự bắt nhịp tốt của truyền hai Văn Mạnh, nhưng sau đó thì số 16 lại chơi rất hay để phối hợp đặc biệt là cùng với ngoại binh Vôn mang về rất nhiều điểm số cho LaVie Long An. Điểm thứ hai trong xét đấu này dành cho LaVie Long An. Vừa rồi là tình huống chắn bóng tốt của Phạm Hữu Trường. Pha phối hợp đánh chồng sau đầu, cú đánh là của Văn Hạnh. Có cảm giác bóng trong sân. Tuy nhiên trọng tài xác định đó là điểm dành cho LaVie Long An. Góc quay vừa rồi thì chúng ta chưa thể xác định một cách chính xác tuyệt đối vị trí điểm rơi cuối cùng của trái bóng. Vôn, bóng ngoài, điểm thứ tư dành cho đội bóng áo xanh. Một chi tiết đặc biệt tại giải vô địch quốc gia năm nay, ở sân chơi cao nhất của bóng chuyền quốc nội lần này thì chúng ta sẽ có sự góp mặt của công nghệ hiện đại mang tên Video Challenge. Một công nghệ có thể nói là tương tự như VAR trong bóng đá, với 12 camera được lắp đặt ở các vị trí khác nhau và giúp cho các trọng tài có thể xác định một cách chính xác hơn những pha bóng nhạy cảm. Tuy nhiên công nghệ này sẽ chỉ được sử dụng bắt đầu từ vòng đấu trực tiếp, vòng tứ kết. Và trong các trận đấu tại vòng bảng thì vẫn có một số ý kiến cho rằng những phán quyết của các trọng tài có nhiều tình huống chưa thực sự chính xác và gây tranh cãi. Đó có lẽ cũng là điều không thể tránh khỏi. Tiếp tục là tình huống có điểm dành cho LaVie Long An. Vừa rồi là cú đánh đưa bóng ra ngoài sân rất xa của đối chuyền Nguyễn Văn Hạnh.
Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1987 với chiều cao 1m89. Sức bật đà là 3m30 và bật chắn là 3m18. Trong trận đấu ngày hôm nay thì đối truyền của Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu với phong độ chưa thực sự tốt. Anh có khá nhiều những tình huống đánh bóng lỗi, đưa bóng ra ngoài sân. Bóng chạm tay chắn và ra ngoài. Đó là cú đánh ở vị trí số 4 của Wan Chai. 4-6, Thành phố Hồ Chí Minh đang cách đối thủ của mình 2 điểm trong set đấu này. Bây giờ thì Thanh Hải sẽ là người phát bóng. Pha phối hợp rất hay của La Vi Long An. Người vừa ghi điểm đó là Vaon. Ngoại binh người Campuchia ngày càng tìm được tiếng nói chung với chuyền hai của mình là Bùi Văn Mạnh. Nhưng ngay sau đó thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra câu trả lời. Đó là cú đập bóng của Nguyễn Văn Dữ. Pha tấn công tốt ở vị trí số 3. Tình huống bỏ chuyền ghi điểm rất tinh tế của Văn Mạnh. Có vẻ như trọng tài cho rằng cầu thủ bên phía La Vi Long An đã mắc lỗi lưới. Đương nhiên là Văn Mạnh không nghĩ như vậy. Đây sẽ là những tình huống mà nếu như có sự giúp sức của công nghệ Video Challenge Eyes thì chúng ta sẽ có cái nhìn chính xác hơn hẳn. Cơ hội tấn công dành cho La Vi Long An. Đánh bóng tốt. Cú đánh nhú thành công của phụ công Anh Tuấn. Sau khi bóng đập chắn thì đã bay theo quỹ đạo không lường trước đối với hệ thống phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm 8-6 dành cho La Vi Long An. Bỏ nhỏ, không được. Tấn công hàng sau, cú đập rất mạnh. Đó chính là hình ảnh quen thuộc của ngoại binh tới từ Campuchia. Bên phía Thành phố Hồ Chí Minh thì đội trưởng Quang Khánh vừa rời sân để nhường chỗ cho Huỳnh Chí. Khá nhiều sự thay đổi tới từ huấn luyện viên Bùi Huy Châm với mong muốn giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh sớm lấy lại thế trận. Trong khi đó, thời điểm hiện tại thì tâm lý của cầu thủ La Vi Long An đang lên khá cao. Tuy nhiên vừa rồi thì ngoại binh của họ lại để mất điểm trong tình huống phát bóng của mình. 7-9. Lại là một cú đánh nữa sau vạch 3m của Vaon. Gần như không bỏ sót bất cứ một tình huống nào với những pha phối hợp tấn công hàng sau. Rõ ràng là hệ thống phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể tìm ra bất cứ phương án nào để ngăn chặn những cú đập bóng sau vạch 3m của tuyển thủ người Campuchia. Đó cũng là một tình huống tấn công hàng sau của cao thủ áo vàng. Pha dứt điểm là của Văn Dữ. Thế Khải sẽ là người phát bóng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cú phát bóng không qua lưới. Đổi vào điểm cho La Vi Long An 11-8. Nếu tiếp tục thi đấu chệch choạc như thế này, rất có thể Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phải nhận thất bại trong set đấu thứ hai.
Điểm dành cho đội bóng áo vàng. Pha ghi điểm vừa rồi là của phụ công mang áo số 12 Thanh Hải. Vừa rồi thì Oan Trai đã đóng vai của một truyền hai, nhưng cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã không tạo ra bất ngờ trước hàng chắn của La Vi Long An. Tình huống tấn công ở vị trí số 2 là của Văn Dữ. 12-9, lợi thế 3 điểm dành cho La Vi Long An. Vẫn chưa thể tận dụng cơ hội ghi điểm. Tuy nhiên trọng tài xác định đã có lỗi 2 tiếng của cầu thủ La Vi Long An. Tình huống mắc lỗi 2 chạm có lẽ là của truyền 2 Văn Mạnh. Với những tình huống mắc lỗi nhạy cảm như vừa rồi thì cũng khá khó để có thể phân định một cách chính xác được. La Vi Long An đang thành công với những chiến thuật đánh nhanh và đánh lao trong những phút vừa qua. Những pha phân phối bóng ở cự ly ngắn của truyền 2 Văn Mạnh. 13-11 nghiêng về phía đội bóng áo xanh. Vừa rồi thì Văn Tú và Thanh Hải cũng nỗ lực phối hợp một tình huống đánh nhanh nhưng họ đã không thành công. Hoàn Trai. Pha xử lý bằng tay trái khá bất ngờ của ngoại binh người Thái Lan. Đổi vào điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh, 12-14. Chắn bóng tốt. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ là 1 điểm. Cũng giống như xét đấu thứ nhất, thời điểm giữa xét 2 này thì hai đội đang thi đấu giằng co. Khoảng cách về điểm số là không lớn, nhưng đây cũng là một thời điểm quan trọng. Lại là một pha ghi điểm thành công của Von Veasna. Tuyển thủ người Campuchia đã thi đấu rất nổi bật ở SEA Games 31 vừa qua. SEA Games được tổ chức ngay tại Việt Nam. Chúng ta vừa được theo dõi lại tình huống lên chồng rất ấn tượng của La Vi Long An. Tại giải vô địch quốc gia năm nay thì đội bóng miền Tây La Vi Long An đã chơi khá sang khi họ đăng ký hai ngoại binh. Ngoài cái tên Von Veasna, tuyển thủ người Campuchia, thì còn có Trang Huang đến từ Đài Loan, Trung Quốc. Liên tục những tình huống tấn công của đội bóng áo vàng và họ đã rút ngắn được cách biệt
Vừa rồi thì Văn Dữ đã dứt điểm thành công. Hàng chắn của La Vi Long An đã bị đánh lừa. Tỷ số bây giờ là 15-16. Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước rút ngắn cách biệt để có thể san bằng tỷ số trong set 2 này. Văn Mạnh xử lý rất hay. Quá bất ngờ cho pha bóng vừa rồi của chuyền hai mang áo số 16. Rất khôn ngoan. Khi thấy tình huống bắt bước 1 của đồng đội, đường bóng là thuận lợi, Văn Mạnh đã ngay lập tức bỏ chuyền để ghi điểm. Pha phát bóng của Vân. Hoàn trai. Tấn công hàng sau. Khả năng phòng ngự của La Vi Long An cũng đã tốt hơn trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng ở tình huống tấn công vừa rồi thì họ đã không thắng được hàng chắn của Thành phố Hồ Chí Minh. Liên tục giành nhau từng điểm một và khoảng cách giữa hai đội lúc này vẫn đang là một điểm. 16-17. Bên phía La Vi Long An họ có sự thay đổi người. Phụ công mang áo số 11 Quán Ngọc rời sân để nhường chỗ cho Nguyễn Hữu Tài, cầu thủ mang áo số 8. Tình huống bỏ chuyền ghi điểm không thành công của Văn Tú. Nhưng sau đó thì đội bóng áo vàng cũng đã có thêm một điểm nữa. Đó là pha bóng mà cầu thủ La Vi Long An đã bị bắt lỗi lưới. Tình huống để chạm lưới của đội trưởng Lê Hoài Hận. 17-18. Khoảng cách vẫn đang là rất xít sao. Vào ôn. Không có phương án hóa giải. Không có bất cứ cầu thủ áo vàng nào có thể chạm được vào bóng sau những tình huống tấn công hàng sau của ngoại binh tới từ Campuchia. Những pha bật thực sự là rất cao và rất ấn tượng từ sau vạch 3m, kết hợp với những cú đánh căng bóng đi hiểm. Và cho tới lúc này thì hệ thống phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thực sự bó tay trước những cú đánh sau vạch 3m của tuyển thủ người Campuchia. Tuyển ngay sau đó thì cao thủ La Vi Long An lại mất điểm với một pha dàn xếp tấn công không thành công. Người chạm bóng cuối cùng là đội trưởng Hoài Hận. 18-19. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang đóng vai của người bám đuổi. Điểm dành cho đội bóng áo vàng, như vậy là tỷ số được san bằng 19 đều. Sau khi đánh mất lợi thế về mặt tỷ số thì huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ đã phải hội ý. Hai đội đều chạm tới điểm 19 và đây thực sự là thời điểm nhạy cảm trong set đấu thứ hai này. Những điểm số tiếp theo sẽ có ý nghĩa rất quan trọng để giúp cho các đội bóng nắm lợi thế hướng tới việc giành chiến thắng trong set đấu thứ hai.
30 giây đã kết thúc. Người phát bóng cho Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là chuyền 2 Văn Tú. Đó là cú đánh sau vạch 3m của Oan Trai. Các ngoại binh tại giải vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2022 đang mang tới rất nhiều những làn gió mới cho bóng chuyền Việt Nam. Sự góp mặt của họ giúp chúng ta cảm thấy phấn khích hơn, tò mò hơn và háo hức hơn trước những trận đấu tại giải vô địch quốc gia. Và đương nhiên chất lượng chuyên môn của giải đấu cũng sẽ được nâng cao với sự xuất hiện của các ngoại binh. Khoảng một thập kỷ đã qua thì bóng chuyền Việt Nam mới chứng kiến sự trở lại của các ngoại binh. Và Oan Trai có thể nói là một trong những cái tên quen thuộc. Người cũng đã từng khoác áo các đội bóng quân khu 5 và vật liệu xây dựng Biên Hòa tại giải vô địch quốc gia của chúng ta cách đây nhiều năm. Lỗi dính bóng. Ngày hôm nay thì chuyền 2 La Vi Long An, Văn Mạnh đang bị trọng tài chính Nguyễn Việt Phương bắt khá nhiều lỗi. Lỗi dính bóng và cả lỗi hai chạm. Bây giờ thì chuyền 2 dự bị của La Vi Long An đã vào sân. Đó là Dương Trung Lương. Dương Trung Lương sinh năm 2003. Chiều cao 1m87. Bóng trong sân. Đổi vào điểm dành cho La Vi Long An. 20-22. Cú đánh bóng vừa rồi là của Hữu Trường. Bóng ngoài. Điểm thứ 23 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tinh thần của cầu thủ áo vàng có thể nói là đã trở lại. Bây giờ thì họ đang là đội bóng có lợi thế về mặt điểm số, khoảng cách khá an toàn ở thời điểm này. Hai điểm nữa thôi thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ san bằng được cách biệt. Nhưng vừa rồi là một tình huống rút ngắn tỷ số thành công của cầu thủ La Vi Long An. 21-23. Phụ công Anh Tuấn đã trở lại sân. Oan Trai. Cú đập bóng chính xác của cầu thủ người Thái Lan. Hai mươi bốn, 21, 3 cơ hội để giành set point cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây cũng là lúc mà huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ phải sử dụng quyền hội ý cuối cùng của mình trong trận đấu này. Tại giải vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2022 thì trong mỗi trận đấu, mỗi đội bóng sẽ có 2 lần hội ý, mỗi lần hội ý kéo dài 30 giây. Và ban tổ chức cũng như Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã quyết định bỏ hội ý kỹ thuật những lần hội ý có thời gian kéo dài 60 giây. Được áp dụng tự động khi các đội dẫn điểm đạt điểm thứ 8 và 16. Mục đích là để hạn chế thời gian bóng chết. Có khá nhiều điều thú vị và mới mẻ ở giải vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2022. Và tất cả đều đang mang tới cho chúng ta rất nhiều những diễn biến hấp dẫn. Tình huống phát bóng mất điểm của Thành phố Hồ Chí Minh rất đáng tiếc. Họ vẫn chưa có được điểm quyết định ở trận đấu này. 22-24. Và bây giờ thì chủ công Hữu Trường sẽ là người phát bóng cho Long An.
Đã có lỗi rồi. Tình huống dính bóng. Chỉ còn lại một cơ hội giành set point cho Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi bỏ lỡ hai cơ hội ghi điểm quyết định của set đấu thì huấn luyện viên Bùi Huy Trâm cũng không còn kiên nhẫn được nữa. Bây giờ khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là một điểm. Cơ hội lại mở ra cho La Vi Long An. Rất căng thẳng đối với huấn luyện viên trưởng của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh. Hữu Trường tiếp tục phát bóng. Đánh bóng ở vị trí số 4. Và như vậy là Oan Trai đã thành công để giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh san bằng tỷ số 1 đều. Sau 2 set đấu thì mỗi đội đã có được 1 set thắng. Ở set đấu thứ nhất, La Vi Long An vượt qua đối thủ với tỷ số 25-22. Và set 2 thì Thành phố Hồ Chí Minh thắng lại với tỷ số 25-23. Ở thời điểm hiện tại, nếu chúng ta nhìn vào cục diện của bảng B, bảng đấu dành cho các đội bóng nam tại giải vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2022. Trước lượt đấu này thì Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận. Họ có 2 chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Thể Công và 3-0 trước Biên Phòng. Trước đó thì nhận thất bại 2-3 trước Sanes Khánh Hòa. Đội bóng Phố Biển đứng ở vị trí thứ hai khi giành được 4 điểm sau 2 lượt trận với 2 chiến thắng cùng với tỷ số 3-2. Sanet Khánh Hòa đã chạm trán với Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công. Vị trí thứ 3 thuộc về Thể Công, đội bóng có 4 điểm với 1 trận thắng và 2 thất bại. Biên Phòng đứng ở vị trí thứ 4 và La Vi Long An trước lượt đấu này thì chưa có được điểm nào, chưa có được set thắng nào. Do đó đương nhiên họ đứng ở vị trí thứ 5. Ở phía bảng A thì Tràng An Ninh Bình vẫn đang dẫn đầu với 4 trận toàn thắng và giành được 10 điểm. Vị trí thứ 2 thuộc về Hà Tĩnh, đội bóng có 3 chiến thắng và 1 thất bại, giành 8 điểm. Hà Nội, Vật liệu Xây dựng Bình Dương là 2 đội bóng xếp sau cùng với 7 điểm. Trong khi đó thì hai vị trí thứ 5 và thứ 6 lần lượt thuộc về xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long và Bến Tre. Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay thì chúng ta có sự góp mặt của 11 đội bóng nam cũng như 11 đội bóng nữ. Các đội bóng sẽ được chia thành hai bảng đấu, một bảng 5 đội và một bảng 6 đội. 4 đội bóng xuất sắc nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết và đấu chéo theo cặp 1-4 và 2-3.
Trong khi đó thì các đội bóng đứng ở vị trí thứ 5 và thứ 6 ở hai bảng sẽ đánh vòng tròn với nhau để phân hạng từ 9 tới 11. Hai đội bóng xếp cuối sẽ phải xuống hạng ở mùa giải năm sau, sẽ thi đấu tại sân chơi hạng A. Lúc này thì La Vi Long An đang là một trong những cử viên sáng giá, có thể phải nói lời chia tay với sân chơi cao nhất của bóng chuyền quốc nội. Cùng với đó là xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long và Bến Tre. Tuy nhiên cơ hội chưa phải là đã hết đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ. Mục tiêu trước mắt là họ cần phải có một chiến thắng. Nhưng ngày hôm nay đối mặt với một Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao hơn, thì đó cũng coi là một thử thách lớn với La Vi Long An. Nhưng họ đã có sự khởi đầu tốt với chiến thắng trong set mở màn, và đáng tiếc một chút khi để thua ở set 2. Nhưng bây giờ mọi thứ vẫn đang chỉ ở thế cân bằng. Cơ hội vẫn còn đối với Võ Ân và các đồng đội của mình. Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm dẫn với tỷ số 2-0 trong set 3. Sau khi lấy lại được thế trận thì tâm lý của cầu thủ áo vàng có phần đã được cải thiện. Tình huống phát bóng ra ngoài của Sơn Huỳnh Chí đổi vào điểm cho La Vi Long An. Vừa rồi là cú đánh của Oan Trai. Đánh chồng. Phá phập tốt của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Đổi vào điểm cho đội bóng áo vàng 3-1. Người vừa dứt điểm thành công đó là Văn Dữ. Bên phía La Vi Long An thì chuyền chính của họ là Bùi Văn Mạnh cũng đã trở lại sân. Trong thời điểm cuối set 2 thì chuyền hai dự bị là Dương Trung Lương đã được sử dụng. Vaughn. Những tình huống đánh biên của Vaughn không lợi hại bằng những pha dứt điểm từ sau vạch 3m của tuyển thủ người Campuchia. Với chiều cao 1m91, khả năng bật đà 3m40. Một con số ấn tượng. Thì Vaughn đang khiến cho hệ thống phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh gặp quá nhiều khó khăn với những tình huống tấn công hàng sau của mình. Gần như là đội bóng áo vàng vẫn chưa tìm ra giải pháp. Ba mét 40 cũng là thống kê bật đà tốt nhất của các vận động viên trên sân lúc này. Bên phía Thành phố Hồ Chí Minh họ có một cầu thủ bật đà khá tốt. Đó là Trương Thế Khải. Vận động viên mang áo số 1, chiều cao 1m96, bật đà 3m36. Nhưng nói về khả năng tấn công hàng sau trong trận đấu ngày hôm nay thì có lẽ không ai ấn tượng bằng tuyển thủ người Campuchia. Pha ghi điểm có phần may mắn dành cho đội bóng áo vàng. Bóng đã leo lưới. 6-2 nghiêng về phía Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là pha ghi điểm thành công với tình huống tấn công sau vạch 3m của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Cú đánh là của Văn Dữ.
đánh trông. Cú đập rất mạnh của Vaughn. Và ngay sau đó thì anh đã sang phần sân của đối thủ để hỏi han người đồng nghiệp Văn Dữ. Rất fair play. Một cú đập không thể cản phá. Đánh trông. Đánh rất tốt của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Đinh Văn Tú cũng đã dần tìm được nhịp với các đồng đội của mình. Tỷ số là 8-4 nghiêng về phía đội bóng tới từ thành phố mang tên Bắc. Đây là một trong những miếng đánh hiệu quả của La Vi Long An, đặc biệt là trong giai đoạn cuối của xét đấu thứ nhất và giai đoạn đầu của xét 2. Những tình huống đánh lao ngắn, những tình huống phối hợp đánh nhanh, những pha đánh nhú của cầu thủ La Vi Long An đã tạo được bất ngờ cho hệ thống phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh và họ mang được về rất nhiều điểm. Văn Tú phát bóng. Không thể khác được, điểm dành cho La Vi Long An. Gần như mỗi tình huống tấn công hàng sau, bóng được điều tới vị trí của số 20 bên phía đội bóng áo xanh. Chúng ta đều biết trước kết quả. Với khả năng bật đà 3m40, những cú đánh từ sau vạch 3m của Von Vesna ở trận đấu ngày hôm nay là không thể ngăn cản. Chắn bóng tốt. Điểm 9 đều dành cho La Vi Long An. Vừa rồi thì Huỳnh Chí đã không vượt qua được các tay chắn của đội bóng áo xanh. Và sau khi không còn được duy trì được lợi thế về mặt điểm số trong set 3 thì huấn luyện viên Bùi Huy Trầm đã phải xin dừng trận đấu để hội ý. Giải vô địch quốc gia bóng chuyền Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2022 bắt đầu diễn ra từ ngày mùng 3 và kết thúc vào ngày 17 tháng 7. Tất cả những diễn biến của giải đấu này quý vị đều có thể theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup với hai kênh truyền hình gồm có Osport và Osport Cộng. Cùng với đó là các kênh mạng xã hội như fanpage Osport, kênh YouTube Osport Plus và ứng dụng Osport TV, một ứng dụng chúng tôi đang cung cấp miễn phí tới quý vị và các bạn. Bỏ nhỏ, chưa có điểm. Tấn công biên. Đó là cú đánh tốt ở vị trí số 4 của Văn Dữ. Hàng chắn của La Vi Long An đã không kịp di chuyển để bắt bài tình huống tấn công biên của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng lúc này trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup, quý vị cũng có thể theo dõi cặp đấu giữa Kinh Bắc Bắc Ninh và VTV Bình Điền Long An. Trận đấu nằm trong khuôn khổ bảng A. Bảng đấu được tổ chức tại Ninh Bình, tại giải vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2022. Thì các đội bóng sẽ được chia thành các bảng đấu ở hai tỉnh khác nhau. Bảng A của nam và nữ đánh tại Ninh Bình, còn bảng B của nam và nữ thì đánh tại Vĩnh Phúc. Tỷ số lúc này đang là 11-10 với lợi thế ít ỏi dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ hội. Thêm một cú đánh nữa của đội bóng áo vàng vẫn chưa được. Hoàn trai. Liên tiếp là những pha dứt điểm của Thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng thì họ cũng có được điểm thứ 12. Vâng. Bóng chạm tay chắn và ra ngoài. Đổi vào điểm dành cho La Vi Long An. Ở giải đấu năm nay, chúng ta có 11 đội bóng nam, gồm có đương kim vô địch Tràng An Ninh Bình, các đội bóng Hà Tĩnh, Hà Nội, Vật liệu Xây dựng Bình Dương, Bến Tre, Xổ số Kiên Thiết Vĩnh Long là những đội bóng nằm tại bảng A thi đấu ở tỉnh Ninh Bình. Các đội bóng góp mặt ở tỉnh Vĩnh Phúc gồm có Thể Công, Sanes Khánh Hòa, Biên Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và La Vi Long An. Trong khi đó với các bảng đấu của nữ thì Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Ninh Bình Doveco, Gelesimco Thái Bình, Kinh Bắc Bắc Ninh và VTV Bình Điền Long An là những đội bóng thi đấu tại Ninh Bình. Còn bảng B của nữ đánh tại Vĩnh Phúc thì có sự góp mặt của đương kim vô địch Bộ Tư lệnh Thông tin, Than Quảng Ninh, Đắk Lắk, Hà Phú Thanh Hóa, Ngân hàng Công Thương và Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Tấn công hàng sau. Đó là cú đánh chính xác. Điểm thứ 14 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh quá khó của Sơn Huỳnh Trí. Sơn Huỳnh Trí, vận động viên sinh năm 1999, chiều cao 1m85, sức bật đà là 3m25. Hoàn trai. Bóng ra ngoài. Tiếp tục có điểm dành cho đội bóng áo vàng. Sau khi các trận đấu tại vòng bảng khép lại để chọn ra các cặp đấu tại tứ kết của cả nam và nữ, thì ở tỉnh Ninh Bình sẽ là nơi diễn ra các trận đấu phân hạng của nam, còn Vĩnh Phúc là nơi diễn ra các trận đấu phân hạng dành cho nữ. Khả năng bật đà cực cao của tuyển thủ người Campuchia có thể nói là vô cùng ấn tượng trong trận đấu ngày hôm nay. Những tình huống tấn công hàng sau và ngay cả những tình huống đánh bóng sát lưới thì Vôn cũng đánh trên chắn. Có thể nói nhìn Vôn bật đà thực sự là rất thích mắt. Bên này thì Wan Chai tỏ ra có phần điềm đạm hơn. Tình huống phát bóng tiếp theo của Thành phố Hồ Chí Minh. Vôn. Đánh bóng tốt. Đổi vào điểm dành cho La Vi Long An.
Đó là pha dàn xếp đánh chồng tốt của cầu thủ áo vàng. Người vừa dứt điểm là Sơn Huỳnh Trí. Hàng chắn của La Vi Long An đã hoàn toàn bị đánh lừa với tình huống phối hợp đánh chồng trước mặt của Thành phố Hồ Chí Minh. Võ Ôn không thể khác được, vẫn là như vậy. Vẫn là điểm dành cho La Vi Long An với những tình huống tấn công sau vạch 3m của tuyển thủ người Campuchia. Đập bóng không ai đỡ được. Đó chính là những gì mà Võ Ôn Vesna thể hiện trong những tình huống tấn công sau vạch 3m của anh ở trận đấu này. Khả năng bật đà cao và vô cùng thanh thoát giúp cho tuyển thủ người Campuchia có thể xử lý tốt những tình huống tấn công xa lưới. Hầu hết những cú đánh của Vôn từ sau vạch 3m đều không có bất cứ cầu thủ áo vàng nào có thể chạm được tay vào bóng. Không những cú đập mạnh mà còn rất hiểm hóc. Đó thực sự là một thứ vũ khí lợi hại của La Vi Long An nếu họ biết cách khai thác một cách triệt để. Chắn bóng tốt. Lần này thì cầu thủ áo xanh đã phòng ngự thành công trước pha phối hợp đánh chồng của Thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Chí đã không vượt qua được các tay chắn của La Vi Long An ở tình huống vừa rồi. Mặc dù trước đó anh cũng đang mang về những điểm số cho Thành phố Hồ Chí Minh từ những tình huống đánh chồng. Trọng tài xác định điểm dành cho đội bóng áo vàng. 18-16. Một trong những tình huống hiếm hoi mà tuyển thủ người Campuchia để mất điểm với những tình huống tấn công hàng sau của mình. Bóng đã ra ngoài một chút ở pha bóng vừa rồi. 19-16 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là lúc mà huấn luyện viên Quốc Vũ cần phải chỉnh đốn lại đội hình của mình. Thời điểm rất nhạy cảm ở xét đấu thứ 3 khi mà Thành phố Hồ Chí Minh đã chạm tới con số 19. Đội bóng nào giành chiến thắng trong xét đấu này? Xét đấu có thể nói là bản lề ở trận đấu ngày hôm nay. Sẽ có lợi thế lớn để hướng tới chiến thắng chung cuộc. Thành phố Hồ Chí Minh mặc dù đã chắc suất trụ hạng, chắc suất góp mặt ở vòng tứ kết, nhưng nhiệm vụ của họ lúc này là cần phải đảm bảo được vị trí dẫn đầu. Vị trí giúp cho họ tránh được những đội bóng mạnh ở bảng A tại vòng tứ kết. Vôn bỏ nhỏ không thành công. Tiếp tục có điểm dành cho đội bóng áo vàng. Không có bất cứ lỗi nào tới từ hàng chắn của Thành phố Hồ Chí Minh ở tình huống vừa rồi. 20-16. Bóng không chạm chắn. Điểm 21 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống phát bóng của Đinh Văn Tú. Bỏ nhỏ không được. Pha xử lý vừa rồi là của Tuấn Anh. 22-16. Lợi thế rất lớn đang nghiêng về phía Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đánh bóng tốt.
Đổi vào điểm dành cho La Vi Long An. Cơ hội tấn công dành cho đội bóng áo xanh. Vốn! Quá tuyệt vời! Điểm thứ 18. Cực kỳ thanh thoát. Ngay sau khi chuyền hai, Bùi Văn Mạnh trở lại sân để thay thế cho vị trí của Dương Trung Lương. Thì cũng là lúc mà ngoại binh tới từ Campuchia lại có được những tình huống phân phối bóng tốt cho những cú đánh từ sau vạch 3m của mình. Tiếp tục có thêm một điểm nữa dành cho La Vi Long An. Khoảng cách giữa hai đội đang được dần thu hẹp. Đó là tình huống phối hợp tấn công sau đầu thành công của Thành phố Hồ Chí Minh. 23-19. Người phát bóng là Huỳnh Chí. Hoàn trai. Chưa thắng được libero Hùng Tín. Lại là Oan Trai. Vẫn có thể cứu bóng. Oan Trai lần thứ 3. Vẫn chưa có điểm dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cao thủ La Vi Long An vẫn đang phòng ngự rất kiên trì. Oan Trai một lần nữa. Lần này thì đã có điểm 24 dành cho đội bóng áo vàng. Và cơ hội giành set point thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh. Bốn tình huống tấn công của ngoại binh người Thái Lan. Và cuối cùng họ thành công với cú đánh thứ tư của Oan Trai. Cũng là một cú đánh ở vị trí số 4. Rất nhiều khó khăn đối với đội bóng của huấn luyện viên Quốc Vũ. Dù họ đã có màn khởi đầu ấn tượng ở trận đấu ngày hôm nay, với việc vươn lên dẫn trước bằng chiến thắng 25-22 ở set 1. Nhưng lúc này thì thế trận đã xoay chiều. Và có vẻ như nó đang trở lại đúng với những gì mà nhiều người dự đoán trước đó. Trước khi trận đấu này diễn ra thì số đông đều nghiêng về một nhận định chiến thắng sẽ thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng được đánh giá cao hơn, với lực lượng tốt hơn cũng như phong độ ổn định hơn trong quãng thời gian gần đây. Chắn bóng tốt và cuối cùng thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có được lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu này. Tình huống chắn một thành công giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh có điểm quyết định ở set 3. Qua đó vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Vừa rồi là pha chắn bóng của phụ công Anh Tuấn. Bùi Công Anh Tuấn sinh năm 1993, chiều cao khá ấn tượng 1m94, sức bật 3m25 và bật chắn là 3m10.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với xét đấu thứ tư, trận đấu giữa hai đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh và La Vi Long An. Lúc này thì đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Huy Trâm đang lội ngược dòng và dẫn trước với tỷ số 2-1. Đây là trận đấu cuối cùng của Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng bảng của giải vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2022. Họ đã có 2 chiến thắng và 1 thất bại. Lúc này thì đối với đội bóng của huấn luyện viên Bùi Huy Trâm, ông chỉ có một trận đấu duy nhất mà không để thua xét nào, đó là cuộc đọ sức với Biên Phòng. Còn tất cả các trận đấu đã qua khi gặp Sanes Khánh Hòa hay Thể Công và bây giờ là La Vi Long An thì Thành phố Hồ Chí Minh đều để thua ít nhất là 1 xét. Đó là tình huống bám chắn tốt của Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy trọng tài xác định điểm dành cho La Vi Long An, có lẽ là đã có lỗi lưới. Pha phối hợp tấn công tốt ở vị trí số 3 của các cầu thủ áo vàng. Theo nhận định chủ quan của chúng tôi thì có cảm giác chuyền hai Trần Hoài Phương đang gặp vấn đề về thể trạng. Cầu thủ mang áo số 13 đã giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh nhập cuộc khá trơn tru trong set 1. Nhưng bất ngờ anh bị thay ra. Và kể từ đó cho tới nay thì người đứng ở vị trí chuyền hai bên phía đội bóng áo vàng đang là Đinh Văn Tú. Vẫn chưa thấy sự trở lại của Trần Hoài Phương trong những phút vừa qua. Đánh bóng tốt, đó là pha dứt điểm của đối chuyền Văn Hạnh. Vôn. Tấn công tốt ở vị trí số 4. Long An lại vượt lên dẫn điểm với tỷ số 3-2. Bóng rất nhanh. Pha tấn công tốt vừa rồi là của phụ công anh Tuấn. Anh Tuấn là người có khả năng bật rất cao. Khả năng bật đà 3m25 giúp cho anh Tuấn có nhiều lợi thế trong những tình huống tấn công như vừa rồi. Hoàn trai. Đó là một pha ghi điểm thành công của cầu thủ người Thái Lan. Hoàn trai đánh khá điềm đạm trong trận đấu này nhưng cũng túc tắc ghi điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp của mình thì Hoàn trai từng 2 lần giành huy chương vàng SEA Games vào các năm 2011 và 2013 cùng đội tuyển Thái Lan. Bên cạnh đó thì anh còn sở hữu một tấm huy chương bạc và một tấm huy chương đồng. Không chỉ có được những thành tích ấn tượng cùng tập thể đội tuyển Thái Lan mà Wan Chai cũng sở hữu rất nhiều danh hiệu cá nhân
như các giải MVP tại giải vô địch quốc gia của Thái Lan. Đúng như nhận định của giới chuyên môn, dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng rõ ràng sự góp mặt của Wanchai Tawises sẽ giúp cho đội bóng tới từ thành phố mang tên Bắc cải thiện sức tấn công rất nhiều. Tấn công hàng sau. Cú đánh biên của cầu thủ là Vi Long An. Và vừa rồi là tình huống ghi điểm thành công của Tuấn Anh. Một pha bóng mà hàng thủ của thành phố Hồ Chí Minh đã chơi không tốt. Libero Thành Phú đã hơi giật mình khi bóng xuyên qua hàng chắn. Bỏ nhỏ khá khó chịu, nhưng cầu thủ La Vi Long An vẫn cứu bóng thành công. Chắn bóng tốt. Điểm thứ 7 dành cho đội bóng áo xanh. Cục diện của cuộc đọ sức giữa La Vi Long An và thành phố Hồ Chí Minh đang có khá nhiều những diễn biến bất ngờ. Mỗi đội bóng đang chơi tốt ở một thời điểm khác nhau. Mặc dù đang bị đối phương dẫn điểm sau khi kết thúc 3 set đấu, nhưng ở set thứ 4 này thì La Vi Long An lại đang thể hiện một bộ mặt khác. Họ không chỉ tấn công tốt mà phòng ngự cũng ấn tượng và đang tạm có lợi thế về mặt tỷ số trước thành phố Hồ Chí Minh. Lần này thì đã có người bắt được bước 1 sau cú đánh hàng sau của Vôn. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho La Vi Long An. Trọng tài xác định điểm thuộc về thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là lỗi của các cầu thủ Long An. Ngày hôm nay thì chuyền hai Văn Mạnh phân phối bóng tốt cho các cầu thủ Long An, nhưng lại đang bị trọng tài Việt Phương bắt khá nhiều lỗi cá nhân. Vôn. Hàng chắn của thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc tốt trong tình huống vừa rồi. Hình ảnh rất hiếm thấy trong trận đấu này. Ngăn chặn thành công một cú đánh từ sau vạch 3m của tuyển thủ người Campuchia. 7-7. Và lần này miếng đánh nhanh của cầu thủ La Vi Long An cũng lại bị bắt bài. Liên tiếp là những tình huống hóa giải và ghi điểm ấn tượng của đội bóng áo vàng. Phát bóng ra ngoài, tỷ số đã được san bằng 8-8. Tình huống phát bóng vừa rồi là của đội trưởng Quang Khánh. Và tấn công tốt ở vị trí số 2. Đổi vào điểm cho thành phố Hồ Chí Minh.
bóng đã chạm tay của Trung Lương và đi ra ngoài. Vừa rồi là một tình huống phối hợp rất ấn tượng của cao thủ áo vàng. Mặc dù chuyền hai Đinh Văn Tú không có được một tư thế thuận lợi, nhưng pha chạm bóng của anh đủ tinh tế để tạo cơ hội cho đồng đội của mình thực hiện một cú đập rất chất lượng. 18 nghiêng về phía Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng ngay sau đó thì cầu thủ áo vàng cũng đã mắc lỗi trong nỗ lực kiến tạo của mình. Và Tuấn Anh đã rất nhanh tay để tận dụng thời cơ. 90. Văn Hạnh vừa giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh có thêm một điểm nữa. Pha bỏ nhỏ rất hay của đối chuyền mang áo số 17. Huỳnh Chí phát bóng rất mạnh nhưng bóng ra ngoài sân. Đổi vào điểm cho La Vi Long An. Xử lý rất tinh tế. Tình huống đánh lao chính xác và hiệu quả của cầu thủ áo vàng giúp cho họ có thêm một điểm nữa. Vừa rồi thì Văn Hạnh đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt để có thể ghi điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh khi đã mắc lỗi lưới. Thank you.
Cú đánh sau vạch 3 mét của Oan Trai. Điểm dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. 15-16. Chắc chắn là cầu thủ áo vàng không muốn phải định đoạt trận đấu ở xét đấu thứ 5. Oan Trai là người phát bóng. Đã có lỗi của cầu thủ La Vi Long An, đó là lỗi dính bóng. 16 đều. Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt lên dẫn điểm. Và đó cũng là lúc mà huấn luyện viên Quốc Vũ cần phải có những sự điều chỉnh với các học trò của mình. Là vì Long An đã không còn đường lùi. Nếu để thua trong xét đấu này thì họ sẽ thua chung cuộc ở trận đấu ngày hôm nay. Đồng nghĩa với việc cũng chưa có được điểm nào sau 3 lượt trận. Và nguy cơ phải thi đấu trong loạt đấu phân hạng dành cho các đội bóng xếp hạng từ 9 tới 11 sẽ là vô cùng cao đối với đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ. Điểm dành cho đội bóng áo vàng, 18-16. Tình huống lên điểm liên tiếp của Thành phố Hồ Chí Minh. Và bắn chắn rất ấn tượng. Tinh thần của cầu thủ áo vàng đang lên cao. Và tấn công tốt ở vị trí số 3 của Huỳnh Chí và Thành phố Hồ Chí Minh có thêm một điểm nữa. Và di chuyển rất tinh tế với cú đánh len thành công của số 16. Điểm thứ 20 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, họ còn cách chiến thắng 5 điểm nữa thôi. Bốn, cú đập bóng rất mạnh. Mặc dù bóng đã tìm tới vị trí của Văn Sang nhưng libero của Thành phố Hồ Chí Minh cũng không thể xử lý bước một thành công trước cú đập quá mạnh của tuyển thủ người Campuchia. Đổi vào điểm dành cho La Vi Long An. Bóng không qua lưới. Đổi vào điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. 21-17. Đó là sai lầm của Vaughn. Cú đánh một chân sau đầu tốt của đội trưởng Lê Hoài Hận. Mười tám hai mươi mốt.
lỗi của libero. Thành Phú vừa không có được một tình huống bắt bước một tốt ở pha bóng vừa rồi. Vẫn còn hy vọng cho La Vi Long An. Cách biệt giữa hai đội lúc này đang là 2 điểm. Bóng ngoài. Không phải, trọng tài xác định có điểm dành cho La Vi Long An. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cũng chưa đủ góc quay để xác định chính xác điểm rơi của trái bóng và những gì đã diễn ra trong pha bóng vừa rồi. Nhưng tỷ số bây giờ đang là 20-21. Cơ hội tấn công của La Vi Long An. 21 đều. Tinh thần của cầu thủ áo xanh đang lên. Họ liên tục ghi điểm và bây giờ đã san bằng được cách biệt trước Thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên trưởng Bùi Huy Trâm gần như cũng đã ngã ngửa sau khi học trò của ông không thể phòng ngự thành công ở tình huống bóng vừa rồi. Nhưng bây giờ thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có được điểm 22, một điểm số rất quan trọng với họ ở thời điểm này. Pha di chuyển và chuyền bóng rất hay của chuyền hai Đinh Văn Tú. Một pha phối hợp đánh lao chồng lao cực kỳ ấn tượng của Thành phố Hồ Chí Minh. 22-21. Bỏ nhỏ. 22 đều. Nỗ lực cứu bóng của Văn Tú nhưng chuyền hai của Thành phố Hồ Chí Minh đã không thành công. Số 10 đã rất nỗ lực trong pha bóng vừa rồi. Tình huống bay người cứu bóng khá giống với những vận động viên bóng chuyền bãi biển. Nhanh cũng không đủ để giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh có được một tình huống phòng ngự thành công. Nhưng Văn Hạnh là người vừa lên tiếng để giúp cho đội bóng áo vàng có điểm 23, liên tục giành nhau từng điểm một. Tình huống tiếp theo sẽ có thể nói là một trong những pha bóng quan trọng ở trận đấu này. Sơn Huỳnh Chí. Điểm cho La Vi Long An. 23 đều. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra trong trận đấu thứ tư này. Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội sớm kết thúc trận đấu, còn La Vi Long An là đội bóng vẫn đang nuôi hy vọng có thể lật ngược tình thế sau khi để đối phương dẫn trước 2-1. Bỏ nhỏ rất hay. Pha xử lý cực kỳ bất ngờ. Đó là pha chạm bóng của phụ công Thanh Hải, tuyển thủ quốc gia. Tưởng như bóng đã bay ngoài tầm của Thanh Hải. Và sẽ là một tình huống đánh chồng khi Văn Hạnh di chuyển ở phía sau. Nhưng người dứt điểm lại chính là số 12. Không biết liệu rằng đây đã là tình huống hội ý cuối cùng trong trận đấu này hay chưa. Nhưng rõ ràng là những gì mà cầu thủ La Vi Long An và các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đang cống hiến trong trận đấu ngày hôm nay thực sự đã làm hài lòng người hâm mộ. Họ đã mang tới những diễn biến thực sự kịch tính và hấp dẫn, đặc biệt là trong trận đấu thứ tư này. Quả phát bóng của Thanh Hải. Cơ hội giành match point dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đập bóng rất tốt. 24 đều. Ở thời điểm khó khăn thì Vôn đã lên tiếng để giúp cho La Vi Long An cứu thành công một điểm match point. Và bây giờ thì cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu thứ tư
vẫn đang được chia đều cho hai đội. Cú phát bóng của chủ công Hữu Trường. Hoàn Trai bỏ nhỏ không quá khó. Vun tiếp tục bỏ nhỏ, vẫn cứu bóng thành công, nhưng đây sẽ là cơ hội dành cho La Vi Long An. Vun phòng ngự tốt, La Vi Long An tiếp tục tấn công, chưa có điểm dành cho đội bóng áo xanh. Hoàn Trai vẫn là Hoàn Trai. Điểm thứ 25 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh và họ tiếp tục đứng trước cơ hội giành matchpoint. Hai cú đánh liên tiếp và cuối cùng cựu tuyển thủ của Thái Lan đã giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh có thêm một điểm nữa để tiến gần hơn tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu mà có lẽ họ đã gặp nhiều khó khăn hơn so với dự tính ban đầu. Nhưng đương nhiên trước một đối thủ bị dồn vào thế đường cùng khi chưa có được điểm nào sau hai loạt trận đầu tiên như La Vi Long An, thì những nỗ lực của đội bóng tới từ huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ cũng là điều vô cùng dễ hiểu. 25-24, người phát bóng sẽ là Văn Dữ. Vun cơ hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn Trai chắn bóng tốt và lại là 25-25. Cái lắc đầu ngao ngán của cầu thủ người Thái Lan, rõ ràng là Hoàn Trai rất muốn trận đấu sẽ khép lại sau pha bóng này. Nhưng hàng chắn của La Vi Long An đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Và một lần nữa thì xét đấu thứ tư lại trở lại thế cân bằng. Người phát bóng sẽ là Vaun. Có thể sẽ là một cú phát bóng mạnh với mong muốn có điểm. Hoàn Trai liên tiếp là những cú đập bóng rất mạnh, phòng ngự rất hay. Điểm dành cho La Vi Long An. Và bây giờ thì họ đứng trước thời cơ để có thể giành set point. 26-25. Sau khi cứu thành công hai điểm match point thì bây giờ các học trò huấn viên Quốc Vũ lại có cơ hội để san bằng tỷ số sau khi bị đối phương dẫn trước với tỷ số 2-1. Tình huống phát bóng thứ hai liên tiếp của Vaughn. Hoàn Trai đập bóng rất mạnh và lại là 26-26, thưa quý vị. Quá căng thẳng. Vẫn chưa thể biết đâu sẽ là thời điểm kết thúc của set đấu này. Nhưng chúng ta có thể hài lòng với những gì mà hai đội đang cống hiến. Bây giờ thì tới lượt Hoàn Trai sẽ là người phát bóng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tấn công ở vị trí số 4. Điểm dành cho La Vi Long An. Và đương nhiên quyền phát bóng thuộc về đội bóng áo xanh. 27-26. Lần thứ hai trong set đấu này La Vi Long An có cơ hội giành điểm quyết định. Rất hồi hộp. Phụ công Quán Ngọc là người thực hiện tình huống phát bóng này. Bỏ nhỏ. Lại là 27-27. Không phải thưa quý vị. Đó là điểm 28 của set đấu thứ tư dành cho La Vi Long An. Và qua đó đội bóng này đã san bằng được tỷ số 2-2 sau 4 set. Trọng tài xác định theo quan sát của chúng tôi đã có lỗi dính bóng của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh ở tình huống tấn công vừa rồi. Rất đáng tiếc cho đội bóng của huấn luyện viên Bùi Huy Trâm. Thành phố Hồ Chí Minh đã có hai cơ hội để có thể giành match point nhưng sau cùng thì họ lại là đội thua ở set đấu thứ tư. La Vi Long An thắng set 1, thua set 2, set 3 nhưng thắng ở set 4 và đưa trận đấu vào set đấu quyết định.
dù kết quả trận đấu ngày hôm nay có thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng có thể khẳng định một điều là vì Long An đã chắc chắn có điểm tại vòng đấu bảng của giải vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2022. Và điểm số này mang ý nghĩa rất quan trọng đối với họ trong cuộc chạy trốn khỏi vị trí cuối bảng B. Lúc này thì đối thủ chính của La Vi Long An là đội bóng xếp trên Biên Phòng. Câu lạc bộ đã có một chiến thắng và một thất bại ở hai lượt trận vừa qua. Biên Phòng thắng La Vi Long An 3-0 ở vòng đấu thứ nhất và sau đó thua 0-3 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong chiều nay, sau khi cặp đấu giữa La Vi Long An và Thành phố Hồ Chí Minh khép lại, thì Biên Phòng sẽ chạm trán với Sanes Khánh Hòa. Đó cũng là một trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với Biên Phòng. Hiện tại thì họ đang có được 3 điểm sau 2 lượt trận. Còn với La Vi Long An, cho tới thời điểm này họ mới chỉ chắc chắn có được 1 điểm trong khi đang đánh ở lượt trận thứ 3 rồi. Rất nhiều khó khăn đối với đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ. Nhưng còn nước còn tát, chắc chắn là La Vi Long An sẽ không chịu bỏ cuộc. Và bằng chứng chúng ta đã được thấy rằng họ đã nỗ lực như thế nào để kéo Thành phố Hồ Chí Minh vào séc năm quyết định. Một séc đấu mà cả hai đội bóng sẽ dùng toàn lực của mình, phần sức lực còn lại, để có thể giành chiến thắng chung cuộc. Như chúng tôi đã nói, Thành phố Hồ Chí Minh dù đã chắc suất trong top 4 nhưng họ cũng cần phải củng cố vị trí của mình ở top đầu của bảng B để tránh những đối thủ mạnh tại bảng A. Còn mục tiêu của La Vi Long An thì chúng ta đã hiểu. Điểm số tối đa với những hy vọng mong manh có thể thoát khỏi vị trí thứ 5 tại bảng B, bảng đấu thi đấu tại tỉnh Vĩnh Phúc. Quan Trai và Vaughn đương nhiên là những cái tên được nhắc tới nhiều nhất ở cặp đấu ngày hôm nay. Những ngoại binh chất lượng của cả hai đội bóng. Tình huống phát bóng đầu tiên trong séc năm thuộc về cầu thủ La Vi Long An. Và điểm đầu tiên của séc đấu này cũng đã thuộc về cầu thủ áo xanh. Lúc này thì La Vi Long An đang thi đấu với Truyền Hai Dương Trung Lương. Hai chủ công là Hữu Trường số 9 và đội trưởng Lê Hoài Hận số 7. Cùng với đó là sự góp sức của Vaughn. Trọng tài xác định đã có lỗi hai chạm của cầu thủ La Vi Long An. Trong một trận đấu thì người duy nhất được tiếp xúc với trọng tài chính đó là đội trưởng của mỗi đội bóng, để có thể phần nào khiếu nại về những quyết định mà họ cho thấy rằng thiếu tính chính xác. Nhưng pha bóng vừa rồi thì ông Nguyễn Việt Phương đã cho điểm Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì tỷ số là 2-1 nghiêng về phía Long An. Bóng bật tay chắn và đi ra ngoài. Ngay sau đó thì đội bóng áo xanh lại phát bóng không qua lưới. Đó là tình huống phát bóng của Bùi Công Tuấn Anh. Hai đều. Trong séc đấu quyết định thì hai đội bóng sẽ đánh chạm điểm 15. Do đó mỗi điểm số ở thời điểm đầu séc đều là rất quan trọng. Cả hai đội bóng đều cần phải chắt chiu từng điểm một. Văn Hạnh. Ngày hôm nay thì đối chuyện Văn Hạnh có quá nhiều những pha xử lý đưa bóng ra ngoài sân rất xa.
Đội trưởng Hoài Hận sẽ là người phát bóng. Hoàn Trai rất nỗ lực cứu bóng, nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho La Vi Long An. Bò nhỏ, Văn Hạnh vẫn là bóng ngoài. Văn Hạnh cần phải chỉnh lại thước ngắm của mình. Có quá nhiều những tình huống mà số 17 đã đưa bóng ra ngoài sân, và là ngoài sân rất xa. 4-2 nghiêng về phía La Vi Long An ở thời điểm này. Nhưng ngay sau đó thì Văn Hạnh đã chuộc lỗi. Đổi vào điểm dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, 3-4. Pha tấn công tốt ở vị trí số 3. Người vừa ghi điểm cho La Vi Long An là phụ công Quán Ngọc. Hoàn Trai đổi vào điểm dành cho đội bóng áo vàng. Bóng bật tay chắn và đi ra ngoài. 4-5. Vào ôn. Tiếp tục là tình huống tấn công của La Vi Long An. Vun bám chắn tốt. Đó là tình huống chắn 2 của Anh Tuấn và Hoài Phương. Như vậy là số 13 đã trở lại sân. May mắn cho Thành phố Hồ Chí Minh khi nhận định chủ quan của chúng tôi không chính xác. Hoài Phương không có vấn đề gì về thể trạng, nhưng sau những diễn biến đầu tiên của set 1 thì phải sau khoảng thời gian hơn 3 set đấu anh mới trở lại sân thi đấu. Chưa rõ vấn đề gì đã xảy ra với Hoài Phương, nhưng sự trở lại của chuyền 2 mang áo số 13 cũng mang rất nhiều ý nghĩa về mặt chiến thuật với Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ở thời điểm quan trọng này. Họ vẫn đang bị La Vi Long An dẫn trước với tỷ số 6-5. Xử lý bước 1 không tốt, khoảng cách giữa hai đội bây giờ là 2 điểm. La Vi Long An đã sắp đi được một nửa con đường ở set đấu này rồi. Tiếp tục là pha phát bóng của Von. Không qua lưới, rất đáng tiếc cho tuyển thủ người Campuchia cũng như là các cổ động viên của La Vi Long An. Tỷ số bây giờ là 6-7. Quá khó để dự đoán đội bóng nào sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này. Anh Tuấn phát bóng cũng không qua lưới. Lại là khoảng cách 2 điểm dành cho La Vi Long An. Hai đội sẽ đổi sân. Hơn một nửa hành trình của set 5, La Vi Long An đang có lợi thế. Liệu rằng họ có thể tận dụng tốt lợi thế này và giành chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch quốc gia năm nay hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Nhưng những gì mà các học trò huấn luyện viên Quốc Vũ cũng như các học trò huấn luyện viên Bùi Huy Trâm cống hiến trong trận đấu ngày hôm nay thực sự là rất đáng khích lệ. Đánh trông!
Bóng chạm tay chắn và bay ra ngoài. Đổi vào điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Quyền phát bóng tiếp tục lại thuộc về các cầu thủ La Vi Long An. Hai đội đang chơi với một thế trận giằng co ở séc đấu quyết định. La Vi Long An vẫn đang có một chút lợi thế. Chuyền hai Trung Lương phát bóng. Cú phát bóng khá khó. Và vừa rồi là tình huống đập bóng của Văn Dữ. Cơ hội tấn công của La Vi Long An. Rất cố gắng nhưng rất khó cho tình huống này. Nỗ lực đáng khen ngợi của đội áo vàng nhưng họ không thể cứu bóng thành công vào điểm thứ 10 dành cho La Vi Long An. Đây cũng là lúc mà huấn luyện viên Bùi Huy Trâm cần phải thúc đẩy tinh thần cho các học trò của mình. Họ đang là đội bóng phải rơi vào thế bám đuổi. Một thế trận thực sự khó lường khi Thành phố Hồ Chí Minh đã có hai cơ hội để giành match point nhưng họ bỏ lỡ và sau đó thua ở set 4. Bây giờ đang đối mặt với nguy cơ thua tiếp ở set quyết định khi để cho đối thủ tạo ra cách biệt là 3 điểm. Dù sao thì Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn hy vọng khi khoảng cách tới với chiến thắng của La Vi Long An vẫn đang dài hơn so với khoảng cách về điểm số mà họ tạo ra với Thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm hiện tại. Pha phối hợp đánh chồng rất hay của Thành phố Hồ Chí Minh nhưng họ chưa có điểm. Điểm dành cho La Vi Long An, chắn bóng tốt, 11-7. Hai đội cách nhau 4 điểm và đội bóng áo xanh cũng cách chiến thắng 4 điểm nữa thôi. Bây giờ thì mọi chuyện thực sự là khó nói. Nhưng đương nhiên chúng ta có thể nhìn thấy một điều khó khăn đang thuộc về cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Trung Lương và các đồng đội đang dành toàn bộ sự tập trung của mình trong từng pha bóng. Văn Hạnh, bóng trong sân, đổi vào điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh, 81. Không được. Đó là cú đánh của Bùi Công Tuấn Anh. Nhịp vào đà của Tuấn Anh chưa tốt trong pha bóng vừa rồi. Bây giờ thì tới lượt huấn luyện viên Quốc Vũ phải dừng trận đấu để hội ý. Trận đấu cuối cùng rồi và cả hai huấn luyện viên đều tận dụng tất cả những điều kiện có thể của mình để truyền tải những gì mong muốn tới các học trò. Sơn Huỳnh Chí sẽ là người thực hiện cú phát bóng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tấn công hàng sau. Một cú đánh chất lượng nữa của Vô Ưn. Đây là hình ảnh chúng ta được chứng kiến nhiều nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Những cú đánh từ sau vạch 3 mét
không thể cản phá của tuyển thủ người Campuchia. Vấn đề là nó lại xảy ra ở thời điểm rất quan trọng của trận đấu, giúp cho La Vi Long An đang có được lợi thế 3 điểm trước Thành phố Hồ Chí Minh và họ cũng còn cách chiến thắng 3 điểm nữa. Vừa rồi là pha xử lý của phụ công Thanh Hải. Thanh Hải phối hợp rất tốt với Hoài Phương. Đó cũng là điều dễ hiểu. Một chuyền hai và một phụ công đều là những tuyển thủ quốc gia. Không chỉ có quãng thời gian tập luyện cùng nhau ở câu lạc bộ, mà ngay cả khi tập trung trên tuyển thì họ cũng có những ngày tháng luyện tập cùng nhau. Nhưng bây giờ thì cách biệt 3 điểm giữa hai đội lại được tái lập. Lần hội ý cuối cùng của huấn luyện viên Bùi Huy Trâm và các học trò trong trận đấu ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm được gì sau lần hội ý này, khi mà La Vi Long An chỉ còn cách thắng lợi có 2 điểm nữa thôi. Mười giây ngắn ngủi vừa kết thúc trong sự hồi hộp của người hâm mộ. Những chỉ đạo chiến thuật ở thời điểm này có lẽ không mang nhiều ý nghĩa bằng việc giúp cho các cầu thủ giữ vững được tâm lý và tinh thần. Bắt bước một không tốt và đó là sai lầm của Oan Trai. 14-10 và bây giờ lần đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay, La Vi Long An có cơ hội giành match point. Và đương nhiên, lần đầu tiên ở giải vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2022, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ đứng trước thời khắc này. Võ Hôn bám chắn tốt, chưa có điểm quyết định. Đó là pha phối hợp chắn bóng giữa Văn Hạnh và Anh Tuấn. 11-14. Bóng lại được đưa tới vị trí của Võ Hôn và chiến thắng dành cho La Vi Long An. Một thắng lợi cực kỳ bất ngờ đối với đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ. Cú đánh thành công ở vị trí số 4. Võ Hôn chắc chắn là một trong những cầu thủ ghi được nhiều điểm số nhất ở trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù thua trong trận đấu này nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Huy Trâm cũng không tỏ ra quá thất vọng. Họ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng có thể nói là La Vi Long An đã thi đấu với một tinh thần quật khởi. Họ dẫn trước 1-0, thua ngược 2-1, san bằng tỷ số 2 đều và sau đó vào set 5 quyết định thì các cầu thủ áo xanh đã thể hiện được sự tập trung cao độ cũng như toàn bộ ý chí và nội lực của mình để qua đó có chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2022. Chiến thắng giúp họ có thêm những hy vọng để có thể thoát khỏi vị trí thứ 5 tại bảng B. Một trận thắng có thể nói là nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Một lần nữa xin được chúc mừng La Vi Long An với chiến thắng ngày hôm nay.